là bài viết thứ hai trong ngày. Mang chủ đề là diễn biến lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa quý khán giả, bữa nay chúng ta đang ở giữa tháng 4. Mà cái ngày hôm nay đó là hầu như là người Mỹ đã phải công nhận là cuộc chiến Việt Nam coi như đã được giải quyết. Vấn đề tiếp thu thành phố Sài Gòn nó chỉ là thời gian mà thôi. Chúng tôi đọc cái bài này không phải là để mang lại lịch sử hay gọi là lịch sử để tạo thêm một cái sự thù hận, mà chỉ mang lên những cái ánh sáng của một cái giai đoạn lịch sử. Cái giai đoạn mà đánh dấu một khúc quanh rất lớn của đất nước. 30 tháng 4 năm 1975, không có một người Việt Nam nào, dù là cả những ông chống cộng cực đoan đây, lòng ông á, bên ngoài đó thì ông ấy chống này, nhưng mà trong lòng ông á, chắc chắn ông cũng phải công nhận. Có điều là sự thù hận nó làm lấn áp cái lý trí của họ đi, hoặc là sự thù hận làm cho họ không đủ can đảm nói lên cái sự thật. Tất cả những người con dân Việt Nam đều biết ngày chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam tại miền Nam, hai miền Nam Bắc xung đột. Nhưng các bạn có biết được tình hình diễn biến trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay chưa? Những diễn biến lịch sử của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu nổ súng với 5 quân đoàn ở 5 hướng tấn công. Hướng Bắc với quân đoàn 1, hướng Tây Bắc với quân đoàn 3, hướng Tây và Tây Nam với đoàn 232, hướng Đông với quân đoàn 4 và hướng Đông Nam với quân đoàn 2. Ngày 27 tháng 4, sân bay quân sự Tân Sơn Nhất, Sài Gòn chịu 3 loạt hỏa tiễn của quân giải phóng. Lần đầu tiên trong hơn 40 tháng làm nhiều người chết và bị thương, nhà cửa đổ nát, hai lính Mỹ thiệt mạng do hỏa tiễn là những lính thiệt mạng cuối cùng trong cuộc chiến. Tại mặt phía nam của Sài Gòn, ngay từ ngày 28 tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô của chính quyền Sài Gòn không còn quân dự bị để phòng thủ. Họ buộc phải rút một liên đoàn biệt động quân đang hành quân tại quận lỵ Cần Đước và đặt dưới quyền điều động của Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Liên tỉnh lộ nối liền Chợ Lớn và Cần Đước cũng đã bị cắt nhiều đoạn, nên các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa không thể phá vỡ được các chốt chặn của quân giải phóng tại cầu Nhị Thiên Đường, vốn đã bị chiếm từ rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975. Các đơn vị nhảy dù phòng ngự tại phòng tuyến khu vực từ ngã tư Quân Vận gần trung tâm huấn luyện Quang Trung đến cầu Tham Lương, Bà Quẹo, khu Bình Thới, ngã ba Bà Quẹo, khu Bảy Hiền, Lăng Cha Cả đã cố gắng ngăn chặn đối phương. Một chiến đoàn thuộc Liên đoàn 81 bị cách nhảy dù tại vòng đai Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tá Phạm Châu Tài chỉ huy đã dàn quân, và từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng, chiến đoàn này đã bắn cháy 6 chiến gia và đánh bật đối phương ra khỏi trận địa. Đến cuối ngày 28 tháng 4, tất cả các tuyến phòng thủ đã bị chọc thủng ở mọi hướng. Quân giải phóng có thể tiến ngay vào thành phố, nhưng họ đã dừng lại để có thêm thời gian cho giải pháp đàm phán. Các lực lượng chính trị thứ ba dàn xếp để đưa Đại tướng Dương Văn Minh lên làm Tổng thống trong ngày 28 tháng 4 năm 1975. Ngay khi nhậm chức, để tiến hành đàm phán, Tổng thống Dương Văn Minh yêu cầu người Mỹ ra đi. 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4, tức 16 giờ theo giờ Washington, hỏa tiễn và đạn pháo quân giải phóng đã nả tới tấp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, phá hủy nhiều phi cơ trên mặt đất.
và vô hiệu hóa phi trường này và gây cho số người Việt đang tụ tập ở đấy sợ hãi, trốn chạy trước một sự hỗn loạn thực sự. Tổng thống Ford triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia họp khẩn cấp lúc 19:30. Ông đã yêu cầu đại sứ Graham Martin phải di tản ngay những người Mỹ còn lại và cả những người Việt Nam, càng nhiều càng tốt. Trong các ngày 28, 29 tháng 4, từ các hàng không mẫu hạm của hạm đội số 7 ngoài khơi, thủy quân lục chiến Mỹ đã dùng trực thăng di tản người nước ngoài và một số người Việt Nam đã từng cộng tác chặt chẽ với họ. Trong đó có chiến dịch Baby Leap, một cuộc diễn di tản đã diễn ra trong hỗn loạn vì rất nhiều người muốn ra đi nhưng không thể đáp ứng hết được. Các điểm đỗ của trực thăng náo loạn. Lính thủ thủy quân lục chiến Mỹ đã phải cố gắng mới duy trì được trật tự. Người Mỹ đã phải bỏ lại nhiều người Việt để ưu tiên người Mỹ vì số lượng phương tiện có hạn. Hình ảnh di tản đã in đậm trong óc nhiều người Mỹ và người Việt như là một kỷ niệm rất buồn. Đại sứ Graham Martin là một trong những người Mỹ cuối cùng ra đi trong số 120.000 người Việt và 20.000 người Mỹ đã được di tản trong đợt này. Không có một người nào bị thiệt mạng do hoạt động quân sự của quân đội giải phóng. Quân giải phóng dừng lại bên ngoài thành phố một ngày để cho người Mỹ di tản hết rồi mới vào. Theo lời tướng Trần Văn Trà, cánh quân của ông đã đợi vì mục đích chính là để giải phóng Sài Gòn chứ không phải để giết người Mỹ và sỉ nhục họ. Ở một cánh quân khác, theo hồi ký của tướng Hoàng Cầm, cánh quân của quân đoàn 4 mà ông chỉ huy đã gặp rất nhiều kháng cự trên đường tiến về Sài Gòn và chỉ đánh được đến nơi vừa kịp sáng ngày 30 tháng 4. Diễn biến lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày 30 tháng 4, với sự hiệp đồng chiến đấu rất anh dũng của các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và các lực lượng biệt động tự vệ vùng Ven Đôn và nội đô, cùng với sự nổi dậy đều khắp và rất kịp thời của quân chúng trong và ngoài thành phố, các cánh quân hùng mạnh đã thần tốc thọc sâu tiến thẳng vào chiếm các mục tiêu quan trọng trong thành phố Sài Gòn, Gia Định, Dinh Độc Lập tức là phủ Tổng thống Ngụy, Bộ Tổng tham mưu và bộ và khu bộ tư lệnh các binh chủng của địch, sân bay Tân Sơn Nhất, đài phát thanh, biệt khu thủ đô và tổng nha cảnh sát. Nhân dân thành phố Sài Gòn hân hoan chào đón các lực lượng vũ trang con em của mình và cùng bộ đội truy lùng địch, tước vũ khí của chúng, dẫn đường cho bộ đội bảo vệ các cơ sở kinh tế và văn hóa. Tổng thống Ngụy quyền Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đúng 11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng đã được cắm trên nóc Dinh Độc Lập. Đây là thời điểm đánh dấu thành phố Sài Gòn, Gia Định hoàn toàn giải phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Trên đà chiến thắng từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng bào và chiến sĩ các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bào sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. Ngày 1 tháng 5 năm 1975, toàn bộ lãnh thổ đất liền miền Nam đã được giải phóng.